chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức Đông Tây được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh HTV. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Canh Tý, chương trình có nhiều thông tin đáng chú ý sau đây. Mở đầu chương trình sáng hôm nay là một tin vui trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, theo thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cả nước đã ghi nhận thêm 23 trường hợp khỏi COVID-19, nâng số người ra viện chuyển sang giai đoạn theo dõi sức khỏe ở nước ta lên 169 ca, vượt ngưỡng 60% trên tổng số bệnh nhân. Và trong ngày hôm qua thì chỉ ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 là 266. Hôm nay là ngày cuối cùng thực hiện chỉ thị của Thủ tướng cách ly toàn xã hội. Có nhiều ý kiến được đưa ra, sau ngày 15 tháng 4, mọi việc trở lại bình thường hay sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị? Những thắc mắc này sẽ được chính phủ họp bàn và thống nhất phương án để thông tin cùng người dân. Còn bây giờ là cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân ra viện hôm qua có 17 người điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 5 người tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và 1 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo Hà Tĩnh. Về tình hình điều trị các ca bệnh nặng, Bộ Y tế cho biết có 3 ca nặng, nguy kịch, đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân 19, bệnh nhân 161 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong đó bệnh nhân 19 đã có tiến triển, dừng được vận mạch. Riêng bệnh nhân 91 là phi công người Anh 43 tuổi, có một số tín hiệu diễn biến lâm sàng khả quan hơn dù vẫn dương tính với COVID-19. Bệnh nhân có những tiến triển chậm, hình ảnh X-quang phổi có cải thiện, không sốt, thở máy và can thiệp ECMO. Nam bệnh nhân được theo dõi rối loạn trong máu, tức hội chứng HIT. Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đang hỗ trợ điều trị và theo dõi ca bệnh này. Trước diễn biến mới, hội đồng chuyên môn đã chúc mừng các bác sĩ điều trị bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh khi đã chuyển bệnh nhân 91 sang giai đoạn mới với nhiều tín hiệu khả quan dù vẫn còn tiền lượng nặng. Ngoài ra, 5 trường hợp khác cũng đang phải thở oxy. Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã làm thủ tục cho bệnh nhân số 146 mắc COVID-19 được ra viện sau khi được điều trị khỏi bệnh. Đây là bệnh nhân làm việc tại Thái Lan, có gặp tiếp xúc gần với bệnh nhân 122 tại quán bar ở Bangkok, Thái Lan. Sau đó, bệnh nhân sang Lào rồi về quê qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, được cách ly giám sát y tế. Đến nay, sau 3 lần xét nghiệm, bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, ra viện. Khi trở về địa phương, bệnh nhân tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang mới đây rà soát và cách ly giám sát y tế với tất cả 302 người trở về hoặc liên quan đến ổ dịch Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của tất cả 302 người liên quan đều khẳng định âm tính với SARS-CoV-2. Với sự vào cuộc nhanh chóng, khẩn trương và quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến nay địa phương chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Sau nhiều tín hiệu tích cực từ các bệnh nhân cho thấy sự nỗ lực của những người ở tuyến đầu trong công tác bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, họ làm việc không lúc nào ngơi nghỉ với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh nhanh chóng. Trong khi đó, thông tin từ Bộ Y tế vào chiều qua ghi nhận thêm một ca nhiễm mới và cũng là ca duy nhất trong ngày. Đó là bệnh nhân nữ thứ 266 bị lây từ ổ dịch Bạch Mai do đến thăm và chăm sóc người nhà. Đáng chú ý, quá trình bệnh nhân từ bệnh viện về nhà không có biểu hiện gì ngoài ngứa họng, hắt hơi. Ngày 12 tháng 4, chị này được lấy mẫu bệnh phẩm và hôm qua cho kết quả dương tính với COVID-19. Do trường hợp này ngoài làm nông nghiệp, có thêu ở nhà nên ít có hoạt động bên ngoài, cũng như ít tiếp xúc với người khác. Chủ yếu ở nhà nên bước đầu cơ quan chức năng xác định được khoảng hơn 20 trường hợp có tiếp xúc gần tại địa phương. Huyện Thường Tín đang tiếp tục rà soát, xác định các trường hợp liên quan đến bệnh nhân này, đồng thời phát loa truyền thanh kêu gọi người dân trong địa bàn tự giác khai báo về việc có tiếp xúc với người này. Diễn biến này cho thấy dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp. Bên cạnh các ca nhiễm có liên quan đến các ổ dịch đã được xác định, còn là giai đoạn lây lan trong cộng đồng, không cho phép chúng ta lơi lỏng, chủ quan. Đến giờ phút này thì chỉ thị số 16 đã rất thành công trong việc hạn chế về số ca mắc. Trong thời gian tới cần phải kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa để chúng ta nhanh chóng khống chế được dịch bệnh.
thưa quý khán giả, trước diễn biến phức tạp về mặt dịch tễ tại thôn Hà Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, khi có 12 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp đã đi sang các thôn khác, tiếp xúc nhiều người. Vì vậy, trong ngày hôm qua, toàn bộ người dân thôn Liễu Trì đã được lấy mẫu xét nghiệm. Theo đó, 9 chốt xét nghiệm lưu động được lập tại các ngõ xóm để lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 người dân, bao gồm cả những người tại xã khác thường xuyên đến đây buôn bán. Dù chưa phát hiện ca dương tính COVID-19 nào tại thôn Liễu Trì, nhưng Hà Nội vẫn lấy mẫu để sàng lọc, phát hiện sớm ca bệnh và giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. 66 đội phòng chống cộng đồng COVID-19 cũng được thành lập tại xã để theo dõi sức khỏe và giám sát việc cách ly của người dân. 10 trung tâm y tế quận huyện cũng được huy động để lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm của hơn 2.000 người dân của xã Liễu Trì. Và Hà Nội nhận định ổ dịch tại thôn Hạ Lôi diễn biến rất phức tạp và khả năng sẽ còn xuất hiện thêm các ca nhiễm mới. Vì vậy, người dân tại đây cần tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng bệnh và cách ly. Hôm qua, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triển khai test nhanh cho hơn 300 trường hợp người buôn bán hoa tại các khu chợ Hoa, Minh Khai, Quảng Bá, Mê Linh do có liên quan đến lịch trình của bệnh nhân thứ 243 tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Kết quả test nhanh sẽ có sau 10 đến 15 phút. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm cho gần 150 trường hợp có liên quan. Theo khuyến cáo, việc test nhanh nhằm phát hiện sớm những người có nguy cơ cao nhiễm COVID-19. Dù có kết quả xét nghiệm âm tính, người dân cũng cần tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Và nếu có những triệu chứng như sốt, ho thì cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế. Thưa quý khán giả, sau 28 ngày cách ly, đúng 8 giờ tối qua, 4 chốt chính ra vào thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, có người trực gác cùng 10 chốt phụ được lực lượng công an và dân quân tự vệ huyện tháo dỡ lệnh phong tỏa trong niềm vui sướng của bà con. Không có trường hợp nào phát sinh bệnh COVID-19, đồng nghĩa hơn 5.000 người dân trong thôn trở lại nhịp sống bình thường. Trước thời điểm gỡ bỏ cách ly, các chốt kiểm soát đầu thôn Văn Lâm 3 vẫn hoạt động rất nghiêm ngặt. Nhiều người trong thôn chờ giây phút này đã lâu và không khỏi xúc động sau gần một tháng trời bị cách ly. Trước thời điểm gỡ bỏ lệnh phong tỏa, Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam đã đo thân nhiệt cho toàn bộ người dân trong thôn. Tất cả đều không có dấu hiệu sốt, ho hay là các triệu chứng bất thường khác. Thưa quý khán giả, vào chiều qua, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo cả 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hội nghị còn có sự tham dự của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khuôn khổ hợp tác ASEAN cộng 3, hội nghị cấp cao được tổ chức theo hình thức trực tuyến để phù hợp với điều kiện hiện nay, nhằm đưa ra những cam kết và quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất, khẳng định tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau ứng phó với dịch bệnh của các nước ASEAN cộng 3. Tại hội nghị, các lãnh đạo cho rằng những bài học kinh nghiệm từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong kiểm soát ngăn ngừa dịch COVID-19 rất hữu ích với ASEAN trong cuộc chiến chống dịch bệnh, còn nhiều cam go và thách thức. Trong đó nhấn mạnh cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, bảo đảm sức khỏe và sinh kế của nhân dân, hỗ trợ kịp thời và đối xử bình đẳng với công dân các nước ASEAN cộng 3 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong đó có lao động di cư, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia là chìa khóa thành công để các quốc gia vượt qua thời điểm khó khăn này. Thủ tướng giới thiệu kinh nghiệm và kết quả bước đầu Việt Nam đạt được trong kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ cuộc sống của người dân, đồng thời cảm ơn các nước đã phối hợp, hỗ trợ và đã có sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam thời gian qua, đồng thời đề xuất thúc đẩy hợp tác ASEAN cộng 3 trong ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định và phát triển kinh tế. Những nỗ lực không mệt mỏi đó của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã mang lại những kết quả bước đầu trong kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Tin tưởng rằng cùng với các quốc gia bạn bè, đối tác trong và ngoài ASEAN, những nỗ lực của Việt Nam sẽ góp phần nhân rộng những kinh nghiệm tốt, bài học hay để khu vực và quốc tế cùng sớm đẩy lùi đại dịch. Thưa quý khán giả, tiếp tục là vấn đề đang được quan tâm là sau hôm nay, mọi hoạt động sẽ như thế nào? Trở lại bình thường hay tiếp tục cách ly?
Trước hết đã có 2 địa phương đề nghị kéo giãn thời gian giãn cách xã hội thêm 1 tuần, 8 địa phương đề nghị kéo giãn đến hết tháng 4. Các địa phương còn lại đề nghị giãn cách xã hội đến hết ngày hôm nay, tức là ngày 15 tháng 4. Có nên áp dụng thời gian giãn cách xã hội và nếu tiếp tục thì phải áp dụng theo hình thức nào? Đây là một quyết định thật sự cân não trong lúc này. Vào ngày hôm qua, nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã trả lại các kết quả nghiên cứu của nhóm để giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị thường trực chính phủ. Cùng với việc thực hiện truy vết các ca F0 để xác định các đối tượng F1, F2, F3 phục vụ mục tiêu cách ly, khoanh vùng, dập dịch, nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin đã bắt tay xây dựng, phân tích dữ liệu và mô hình dự báo nguy cơ theo từng tỉnh, thành phố. Mức độ nguy cơ được xác định bởi nhiều chỉ số, trong đó có các chỉ số về năng lực phản ứng của từng địa phương. Dự báo này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, điều kiện tình hình các địa phương khác nhau, nên cần có các yêu cầu giải pháp khác nhau nhằm mục tiêu kép vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được phân theo 3 nhóm: nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Các chuyên gia tập trung rà soát nhóm các địa phương được dự báo là nguy cơ cao, cần tiếp tục áp dụng cách ly xã hội như quy định tại chỉ thị 16 thêm một thời gian. Hai nhóm còn lại sẽ thực hiện nới lỏng. Đặc biệt, nhóm cũng thảo luận những biện pháp cần tiếp tục áp dụng trên quy mô cả nước, bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tiếp xúc, cấm tụ tập đông người, kể cả các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, chưa kinh doanh các dịch vụ vui chơi giải trí. Như vậy, theo tinh thần cuộc họp trên, dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tùy từng mức độ, nguy cơ của từng địa phương trên cơ sở truy vết ca bệnh, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt như đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Và hôm nay, người dân cả nước đang trông chờ Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý khán giả, một tin buồn đến từ bức ảnh này. Đây là tấm ảnh kỷ niệm của vợ chồng ông Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1962, đang sinh sống tại Đức. Thật không may, ông chính là người thứ 2.607 tử vong trên đất nước Đức, nhưng là người Việt đầu tiên chết vì COVID-19. Trước đó thì có bệnh tiểu đường đã nhiều năm, nay diễn biến nặng và chuyển sang nguy kịch, ông đã không thể chịu nổi và chỉ trong vòng 7 ngày không thể qua khỏi. Theo thông tin từ người nhà, sau khi họp bàn, gia đình đã quyết định đồng ý với đề nghị của bệnh viện ở München, Đức hiến xác ông Sơn để các nhà khoa học nghiên cứu về virus SARS-CoV-2. Sở chỉ gia đình đồng ý là vì mọi người trước nay luôn ủng hộ việc làm vì mục đích khoa học này. Một số thành viên trong gia đình cũng đã đăng ký hiến tạng sau khi chết. Và lúc còn sống, ông Sơn cũng đã từng có mong muốn. Và ngay từ ngày hôm qua, các nhà khoa học Đức đã bắt đầu quá trình này, dự kiến kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Sau đó, bệnh viện sẽ quả thiêu và gửi tro cốt để gia đình mai táng. Một lần nữa, xin được chia buồn cùng gia đình và trân trọng sự đóng góp quý báu cho y học. Trong lúc này, chúng tôi nhận được thông tin đáng lo lắng về tình hình sức khỏe của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Tính đến hết ngày 13 tháng 4, tại Singapore, đã có 2 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là công dân Việt Nam và cả 2 ca nhiễm này đều không có mối liên hệ với các ca nhiễm trước đó. Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, 2 công dân Việt Nam là bệnh nhân số 2540, nam giới 36 tuổi, thị thực lao động, xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 13 tháng 4, đang được điều trị tại một bệnh viện đa khoa. Và bệnh nhân số 1335 là một bé gái 2 tuổi, xác nhận dương tính ngày 6 tháng 4, đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK. Theo đề nghị của Bộ Y tế Singapore, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã cung cấp đầu mối liên lạc trong trường hợp công dân Việt Nam cần sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã tích cực liên hệ để tìm hiểu thêm về tình hình các bệnh nhân để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin thêm về tình hình điều trị của các bệnh nhân. Thưa quý khán giả, giãn cách xã hội được xem là vaccine phòng bệnh hiệu quả nhất trong lúc này. Trong 2 tuần qua, nhiều nơi đã thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động hiện nay đó là nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại các khu công nghiệp, khu chế xuất rất cao nếu không tuân thủ quy định giãn cách xã hội, không trang bị khẩu trang và máy đo thân nhiệt.
Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh số 262 là công nhân của công ty Samsung tại Bắc Ninh làm việc tại bộ phận kiểm tra chất lượng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam, đại diện Samsung Việt Nam cho biết đang tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội bằng cách bố trí làm việc từ xa, yêu cầu đứng cách nhau 2 mét. Còn tại các công ty xí nghiệp tập trung hàng ngàn người thì công tác kiểm soát dịch cần phải nghiêm ngặt hơn để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Fowen Việt Nam với hơn 62.000 công nhân sẽ tạm ngừng hoạt động trong 2 ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh khi tỷ lệ rủi ro lây nhiễm COVID-19 lên tới 81%. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số doanh nghiệp cho rằng đã yêu cầu công nhân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn nhưng lại chưa thực hiện giãn cách xã hội. Đây cũng chính là mối nguy dịch bệnh có thể lây nhiễm nhanh nhất ra cộng đồng. Chỉ cần một lao động bị nhiễm COVID-19, cả dây chuyền, thậm chí cả doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, giải pháp cho các doanh nghiệp có rủi ro cao là phải sắp xếp lại nhà ăn cho công nhân, thậm chí có vách ngăn. Doanh nghiệp phải trang bị máy đo thân nhiệt, phải có bồn rửa tay cho công nhân, chứ không chỉ có nước sát khuẩn. Những doanh nghiệp có số lao động dưới 5.000 người, nếu có các giải pháp khắc phục, sẽ đảm bảo được mức độ rủi ro thấp hoặc ít rủi ro. Một lao động nhiễm có thể cả doanh nghiệp ngừng sản xuất. Vì thế, Thành phố Hồ Chí Minh đang đánh giá chỉ số rủi ro cả ngàn doanh nghiệp. Đây là điều cần thiết trước bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường. Thưa quý khán giả, sau khi hết thời gian cách ly xã hội, ngoài quan tâm khi nào trở lại sản xuất kinh doanh, học tập, lao động, thì người dân cũng thắc mắc bao giờ các chuyến bay nội địa hoạt động bình thường. Thông tin chúng tôi có được từ Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn khẩn gửi các hãng hàng không về việc khai thác các đường bay nội địa. Theo đó, Cục Hàng không cho biết các hãng hàng không chỉ được phép mở bán các chuyến bay khi được Cục Hàng không cấp phép bay, yêu cầu các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Bamboo Airways gửi đề nghị cấp phép bay cho giai đoạn từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 để cơ quan này tổng hợp xem xét. Thông báo khẩn của Cục Hàng không được đưa ra sau khi các hãng hàng không đồng loạt thông báo sẽ bay nội địa trở lại kể từ ngày 16 tháng 4, là thời điểm kết thúc chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly toàn xã hội. Các hãng cũng đã mở bán vé trên website và các đại lý. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi cơ quan quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc ra soát, thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài hiện đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan như khách bị cách ly do các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến quá cảnh đóng cửa biên giới, đang còn mắc kẹt và có nhu cầu rời Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19 trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ miễn giảm tiền phòng kỹ, tiền ăn đối với các đối tượng khách nêu trên. Thưa quý khán giả, dù trong mấy ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca nhiễm mới, nhưng không vì thế mà trung tâm kinh tế của cả nước thiếu đi sự cảnh giác. Tại chốt chặn ra vào cửa ngõ của thành phố luôn được thực hiện chặt chẽ cả ngày lẫn đêm. Từ bây giờ, các chốt chặn kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa ngõ trên quốc lộ 1, khu vực dưới chân cầu Đồng Nai sẽ đưa vào sử dụng một thiết bị mới giúp công tác kiểm tra y tế được thực hiện nhanh gọn hơn. Chỉ mất chưa đến 5 giây, toàn bộ người trên phương tiện ô tô sẽ được kiểm tra qua camera ảnh nhiệt. Khi thiết bị quét qua từng người, lập tức hiển thị thân nhiệt của người đó. Thời gian đo chỉ vài giây, hiển thị thời gian thực, giảm thời gian xếp hàng và không chạm trực tiếp vào người. Với những ưu điểm này, thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố sẽ phổ biến thiết bị camera ảnh nhiệt tại nhiều chốt chặn kiểm tra y tế khác. Điều này sẽ giúp cho công tác kiểm tra y tế được thực hiện nhanh gọn hơn, hạn chế ùn ứ giao thông. Để kiểm soát được dịch bệnh cũng như ngăn chặn sự lây lan, các địa phương đã không ngừng mày mò sáng tạo ra nhiều phương pháp phòng dịch hiệu quả, nào là mắt thần, máy rửa tay, vân vân. Có thể thấy từ đầu mùa dịch tới giờ, tại các bệnh viện, cơ quan công sở cho đến chợ truyền thống và nơi công cộng khắp cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ với những tính năng ưu việt nhằm góp phần đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Sản phẩm sau đây là một ví dụ điển hình được một nhân viên trường trung học cơ sở ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp sáng chế, thiết bị có tên máy rửa tay sát khuẩn tự động. Thực ra dựa vào cấu tạo của chiếc máy cũng không khác mấy so với các nơi khác, nhưng trong quá trình sử dụng, chúng tôi ghi nhận được một điểm mới hơn. Máy rửa tay tự động này do anh Nguyễn Đức Vĩnh, nhân viên thiết bị thư viện của trường trung học cơ sở Trường Xuân ở huyện Tháp 10, Đồng Tháp sáng chế ra. Sản phẩm rất nhỏ gọn, bao gồm một khung hình bé sen, một hộp các biến trở và loa, nước rửa tay sát khuẩn sẽ được lắp đặt ở phía dưới hộp biến trở. Người sử dụng chỉ cần đưa tay vào gần vòi, dung dịch nước sẽ tự động chảy ra, người sử dụng không cần phải dùng tay nhấn. Điểm mới hơn so với các sản phẩm khác là máy được gắn loa để có thể tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, các văn bản về phòng chống dịch bệnh hay cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày. Điểm tiện ích của máy có thể sử dụng bằng điện trực tiếp hoặc là pin sạc nên có thể đặt ở bất cứ vị trí nào. Hiện máy rửa tay tự động đã được đặt ở một cửa Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân để người dân sử dụng khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Anh Vĩnh cho biết anh đang tiếp tục làm thêm nhiều máy nữa để đặt ở các lớp học khi học sinh đi học trở lại. Bất kỳ sản phẩm nào có ứng dụng trong việc hạn chế dịch bệnh, dù lớn hay nhỏ, dù rẻ tiền hay đắt giá, thì đều là thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ đáng trân trọng của một cá nhân tập thể tạo ra nó. Chỉ mong là sẽ có thêm nhiều sáng kiến hay và được sự hỗ trợ về kinh phí cũng như là góp ý để hoàn thiện và có thể đưa vào ứng dụng thực tế trong cuộc sống, mà trước hết là trong mùa dịch bệnh đang hết sức căng thẳng như hiện nay. Dạ, đúng như vậy. Cùng với các thiết bị rửa tay thì khẩu trang còn là vật dụng cần thiết nhất trong thời điểm này. Thế nhưng nhu cầu sử dụng quá cao nên mặt hàng này đang khan hiếm trầm trọng. Vì vậy, 400 triệu khẩu trang y tế mà tổng công ty May 10 vừa ký với đối tác sẽ được giao trong tháng 7 tới. Ngoài đơn hàng khẩu trang y tế, May 10 còn nhận các đơn hàng từ Đức, Mỹ cho khẩu trang vải kháng khuẩn, tổng cộng hơn 20 triệu chiếc. Công ty cũng đã xuất những lô hàng khẩu trang đi châu Âu gần một tháng nay. Hàng triệu chiếc khẩu trang vải nano kháng khuẩn đã có mặt tại Pháp, Bỉ, Đức. Không dừng lại ở khẩu trang, các doanh nghiệp dệt may cũng nhanh chân đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất bộ đồ bảo hộ y tế phòng dịch. Sản phẩm này cũng đang mở ra hướng xuất khẩu tốt cho các doanh nghiệp. Thưa quý khán giả, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, chung tay cùng với chính phủ, nhiều chương trình từ thiện đã được các tổ chức và cá nhân thực hiện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chuỗi siêu thị Không Đồng với cái tên Hạnh Phúc là một trong những mô hình từ thiện tiêu biểu như thế. Nhiều người đến đây đều là cực chẳng đã khi họ ra về trên tay có những sản phẩm cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình. Và cái tên của chuỗi siêu thị này đã nói lên tất cả. Cứ 9 giờ sáng, trước một siêu thị nằm ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đã xếp hàng chờ đến lượt và mua sắm. Ở đây mỗi người sẽ được lựa chọn 5 sản phẩm khác nhau như gạo, đường, trứng, mắm muối và dầu ăn. Tất cả đều có giá 0 đồng. Mỗi cá nhân được mua hàng như thế này 2 lần trong một tháng. Tổng giá trị hàng hóa cho mỗi lần mua sắm của khách hàng có hoàn cảnh khó khăn là 100.000 đồng. Thủ tục đăng ký cũng rất đơn giản và nhanh gọn. Chỉ cần xuất trình chứng minh thư, sau vài phút kê khai thông tin, người dân đã có thể tham gia mua sắm. Do siêu thị là nơi tập trung đông người nên công tác đảm bảo an ninh trật tự và đặc biệt là việc thực hiện giãn cách cũng được ban quản lý siêu thị nghiêm túc triển khai. Hiện chuỗi siêu thị Hạnh Phúc đã có mặt tại 8 tỉnh thành phố trên cả nước, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi dịch bệnh chấm dứt. Để đảm bảo quá trình hoạt động được thông suốt, siêu thị cũng đã chủ động trong việc ổn định nguồn hàng. Bên cạnh đó là việc kêu gọi các tổ chức và cá nhân trên cả nước cùng tham gia chương trình từ thiện nhiều ý nghĩa này. Còn sau đây sẽ là câu chuyện xót xa của thầy giáo Tây phải gạt bỏ sĩ diện để ra đường và cầm tấm bảng này. Không có công việc, giúp tiền mua thức ăn, cảm ơn. Ông đã đứng ở ngã tư đường Võ Văn Kiệt của Nguyễn Tri Phương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và hình ảnh này đã làm lay động trái tim của nhiều người. Dân, người Việt Nam rất giàu lòng nhân ái, nên dù chật vật với cuộc sống, nhưng ai cũng giúp đỡ một ít. Được ủng hộ rất nhiều, nhưng hành động của người thầy giáo sẽ khiến nhiều người càng bất ngờ hơn. Nói về nguyên nhân khiến cho ông phải cầm bảng ra đứng ở ngoài đường xin sự trợ giúp của mọi người, thầy giáo Tây cho biết,
Do dịch Covid-19 phức tạp, các trường học và trung tâm phải tạm ngừng hoạt động. Từ đó đến nay, ông thất nghiệp 3 tháng. Tiền trở về nước không có, tiền phòng trọ 6 triệu đồng một tháng và tiền visa 3 triệu đồng 4 tháng khiến cho ông khó khăn. Ông cho biết, sau khi câu chuyện của ông được nhiều người biết đến, rất nhiều tấm lòng muốn giúp đỡ ông về nơi ở, lương thực, tiền và cả công việc. Nhiều người liên hệ với ông, muốn ông đến chạy kèm cho con cháu của họ. Các cuộc gọi đến nhiều và ông rất mừng. Thậm chí nhiều người còn muốn cưu mang ông, nhà còn chỗ nên thầy có thể đến đây ở miễn phí. Được ủng hộ 48 triệu 300 ngàn đồng, thầy giáo Tây chỉ giữ lại 12 triệu đồng, đủ để đóng 2 tháng tiền trọ. 36 triệu 300 ngàn đồng còn lại, ông chuyển cho những người khó khăn hơn. Ông chia sẻ, sự giúp đỡ luôn cần thiết trong cuộc sống, nhưng với tôi hiện tại đã rất ổn. Mọi người đừng lo lắng cho tôi, mà hãy giúp đỡ thêm cho người khác. Tấm lòng mà người Việt dành cho người thầy giáo Tây thật đáng quý và đầy xúc động. Cách thầy trả lại số tiền giúp đỡ cũng nhận được không ít lời khen ngợi. Cuộc sống biết bao nhiêu mới đủ, nhưng biết đủ để dừng lại là điều rất khó, không phải ai cũng có thể làm được. Với thầy giáo người Anh biết nghĩ cho người khác thì quả là hiếm thấy, giá như ai cũng nghĩ được như thầy. Và thưa quý khán giả, mùa dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, người lớn chật vật mưu sinh, dù có cố gắng, dù có quen đến đâu thì đôi khi cũng khó lòng chịu đựng được vất vả. Ấy vậy mà, ở tuổi 12, trong khi các bạn miền xuôi chưa no, lo chưa tới, thì có một cậu bé người dân tộc Mông đã phải gồng mình vượt qua núi cao hiểm trở, phụ giúp gia đình. Những hình ảnh sau đây chắc hẳn sẽ để lại cho quý vị nhiều xúc cảm. Thưa quý khán giả, trong khi các cây ATM ở một số tỉnh thành đã hoạt động có hiệu quả, tuân thủ đúng theo quy định, thì vào chiều qua, ba cây ATM gạo tại Huế đã phải tạm dừng hoạt động chỉ sau mấy tiếng đồng hồ. Và những hình ảnh ngay sau đây phần nào sẽ giải thích được thêm nguyên nhân. Theo quan sát thì tại các điểm đặt ATM gạo ở 3 điểm là trường Đại học Phú Xuân, Trung tâm Thể dục Thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, người dân đến nhận gạo rất đông nên xảy ra tình trạng lộn xộn, vì vậy phải tạm dừng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, trước tình hình người dân tụ tập đông như vậy không đảm bảo giãn cách xã hội, thành phố Huế đã yêu cầu tạm dừng cấp phát và sẽ triển khai theo một phương án mới hợp lý hơn. Đây là lần thứ hai nhóm thiện nguyện phải tạm dừng hoạt động của cây ATM gạo này. Việc tạm dừng hoạt động cây ATM gạo ở Huế thật sự đáng tiếc bởi lúc này vẫn còn nhiều trường hợp thiếu thốn cần sự giúp đỡ. Nhưng ở góc độ nào đó, tất cả các hoạt động ATM vẫn được phép hoạt động nếu đảm bảo không tụ tập, giữ khoảng cách, thực hiện tốt quy định trong phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Còn trong khi đó, tại Hà Nội, hai máy ATM rút gạo miễn phí bằng chân cũng bất ngờ bị tạm dừng, nhưng vì một lý do khác. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch của công ty Thái Bình Books, người đã mở dự án ATM rút gạo miễn phí bằng chân tại Hà Nội hỗ trợ người nghèo, vừa cho biết, sau khi phát động triển khai dự án với hai địa điểm, thì đến nay ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Tổng số tiền là hơn 460 triệu đồng và tổng số gạo đến hết ngày 13 tháng 4 là gần 80.700 kg. Toàn bộ số gạo và tiền nhận ủng hộ này dự kiến sẽ đủ cho đến ngày 30 tháng 4. Do đó, ban tổ chức dự án tạm dừng nhận ủng hộ tại hai cây ATM gạo này và dự án sẽ được chuyển sang giai đoạn mới để lắp các máy trên cả nước và trước mắt là triển khai hai máy ở Phú Yên và Hòa Bình. Số gạo và số tiền còn dư từ hai máy ở Hà Nội sẽ được chuyển sang dự án mới ATM gạo miễn phí toàn quốc. Mỗi dự án ATM khi kết thúc, hành trình nhân nghĩa của mình sẽ đều nhận lại được lòng biết ơn và sự trân trọng. Quý hơn cả vẫn là tấm lòng san sẻ quan tâm nhau giữa lúc khó khăn. Thưa quý khán giả, từ những nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh mà một tờ báo quốc tế mới đây đã đăng bài viết nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á thành công nhất trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 khi sớm áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt, cho rằng thế giới có thể học tập kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam. Không chỉ vậy, rất nhiều đánh giá tốt về những hoạt động thiện nguyện, sáng kiến hay là các chế tạo ra các sản phẩm chống dịch. Trong đó có một sáng kiến đang được báo chí thế giới đánh giá hết sức tích cực. Một chiếc máy có thể phát gạo miễn phí, điều này quá khó tin nhưng lại là sự thật. Chiếc máy ATM gạo này đã được lắp đặt tại nhiều địa điểm trên khắp Việt Nam để giúp những người đang cần được hỗ trợ nhất trong đại dịch Covid-19.
Đó là dòng nhận định được hãng tin CNN đưa ra liên quan đến chiếc máy ATM phát gạo tại Việt Nam. Tiếp khi đó, hãng tin Reuters đã dẫn lại cảm nhận của những người nghèo khi nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các doanh nghiệp, chúng cũng đang rất khó khăn trong đại dịch COVID-19. Đặc biệt không quên dẫn lời từ anh Hoàng Tuấn Anh, chủ nhân sáng kiến chiếc máy ATM gạo, bày tỏ anh muốn mọi người vẫn có thể nhận được thực phẩm cùng nhiều loại hàng hóa khác bất chấp khó khăn của dịch bệnh. Trong cái khó, ló cái khôn, trong hoạn nạn mới thấy cái tình cái nghĩa. Máy ATM gạo quả là một sáng tạo từ trăn trở với cuộc sống và cũng rất tự hào về sáng tạo của người Việt Nam. Không chỉ góp phần san sẻ cho những mảnh đời thiếu thốn mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp, lá lành, đùm lá rách của dân tộc. Chỉ có tình yêu thương thực sự mới thôi thúc người ta có sáng kiến độc đáo như vậy. Thưa quý khán giả, hôm qua tại Bắc Ninh và Thái Bình đã diễn ra các phiên tòa xét xử các đối tượng không tuân thủ các quy định về phòng dịch, chống đối người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Những phiên tòa với các bản án nghiêm khắc thể hiện tính răn đe đối với các hành vi vi phạm và thái độ coi thường các quy định phòng chống dịch. Theo cáo trạng, ngày 7 tháng 4, Nguyễn Văn Quýnh đi xe máy qua chốt kiểm dịch của thôn để sang xã khác nhiều lần nhưng không đeo khẩu trang. Được lực lượng chức năng nhắc nhở, Quýnh tỏ thái độ không hợp tác, có những lời lẽ xúc phạm và đập điện thoại của thành viên chốt kiểm dịch. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quýnh 12 tháng tù giam. Cùng ngày, bị cáo Trần Văn Mạnh, trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, vi phạm chống người thi hành công vụ cũng bị đưa ra phiên tòa xét xử. Cáo trạng nêu rõ, chiều ngày 8 tháng 4, Trần Văn Mạnh đi xe máy, không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang, đi qua chốt kiểm dịch ở xã Thống Nhất. Khi được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế và nhắc nhở phải đeo khẩu trang, Mạnh còn có hành vi lăng mạ xúc phạm và dùng ghế inox hành hung nhân viên tại chốt kiểm dịch. Tòa án Nhân dân huyện Hưng Hà đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Mạnh 9 tháng tù giam. Còn tại Bình Định, Công an huyện Vân Canh chiều qua tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 ngày đối với Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1983, là chủ quán cà phê và cô gái thuộc khu phố Tân Thuận để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào sáng 11 tháng 4, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân thị trấn Vân Canh gồm 16 người đến quán nhắc nhở, vận động mọi người đang tụ tập ở quán ra về theo chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, nhưng Thiện không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ, lấy mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên trong đoàn. Được biết, Thiện có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích và một lần đưa đi giáo dưỡng. Cùng thời gian này, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt 75 trường hợp, 15 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Việc xử phạt được thực hiện tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đặt tại các vị trí đầu mối giao thông nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, ngăn không cho đại dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Tin từ chính quyền xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, địa phương mới đây ra chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 nam nữ thanh niên về hành vi tụ tập trên 2 người ngoài phạm vi công sở và không đeo khẩu trang. Một lỗi vi phạm bị xử phạt ở mức 200.000 đồng. Để đảm bảo việc thực hiện kiêm chủ trương giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý kiêm các vi phạm, làm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà đã xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với một du khách người Ý vì không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng chống dịch. Mặc dù được người dân nhắc nhở, nhưng du khách này vẫn không thực hiện biện pháp phòng dịch và có hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở, cảnh cáo và yêu cầu du khách phải tuân thủ các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi lưu trú tại Đà Nẵng. Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Duy Cường, là người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã về tội danh cố ý gây thương tích. Sau khi gây án vào cuối năm 2019, đối tượng đã bỏ trốn sang Thái Lan. Vừa qua, đối tượng đã về nước qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình. Hiện tại, đối tượng không có biểu hiện ho, sốt, sức khỏe bình thường và sẽ hoàn thành cách ly vào ngày 17 tháng 4. Công an thị xã Ba Đồn đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
liên quan vụ việc một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước có những lời lẽ hành động phản cảm, chống đối tại chốt kiểm dịch COVID-19 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước những ngày qua. Chiều qua, chính vị lãnh đạo này tiếp tục có thêm động thái mới gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản đã tự tay viết bức thư công khai xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội về những hành động của mình. Ông cũng khẳng định là do bộc phát, nóng nảy của cá nhân, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình. Sau khi xem xong video clip, ông lấy làm hối hận, đã không kiềm chế được bản thân để nóng giận bộc phát, tạo nên hình ảnh quá xấu và phản cảm. Để xảy ra sự việc, ông đã viết thư này công khai xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội về hành động của mình tại chốt kiểm dịch. Đối với trách nhiệm của cán bộ đảng viên và là người đại biểu nhân dân, với việc làm của bản thân, ông Thành nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu nhân dân. Bản thân xin từ chức, sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý kỷ luật. Vụ việc này đã được trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước xác nhận. Tuy nhiên, đây chỉ mới là thư xin lỗi cử tri và thể hiện nguyện vọng cá nhân của ông Thanh. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chưa nhận được đơn từ chức hay bất cứ văn bản nào khác từ ông. Còn về việc xem xét các hình thức xử lý khác, kỷ luật, ông Thanh thì vẫn tiếp tục được tỉnh ủy tỉnh Bình Phước xử lý theo đúng quy định. Thưa quý khán giả, dù mấy ngày qua, những cơn mưa giải nhiệt liên tiếp xuất hiện ở các tỉnh miền Tây, xoa dịu phần nào những khô cằn sau mấy tháng trồng hạn mặn, nhưng mà tình hình tại nhiều nơi vẫn còn rất gay gắt. Tại Sóc Trăng, tỉnh này đã phải công bố tình huống khẩn cấp do hạn mặn. Tính đến thời điểm này, hạn mặn đã gây thiệt hại trên 6.000 hectare lúa đông xuân muộn tại những địa phương nông dân còn chủ quan trong công tác ứng phó. Hơn 18 hectare cây ăn trái bị ảnh hưởng và có khả năng là có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cho gần 19.000 hộ dân. Trước tình trạng cấp thiết này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về việc hỗ trợ 515,3 tỷ đồng kinh phí phòng chống hạn hán mặn xâm nhập năm 2020, bao gồm điện, dầu, bơm nước, nạo vét cửa lấy nước, kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi, đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt, đào ao giếng trữ nước ngọt, kéo dài đường ống cấp nước sinh hoạt, mua thiết bị lọc trữ nước, vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân, bệnh viện, trường học tại vùng khó khăn về nguồn nước ngọt. Trước đó, Bộ Nông nghiệp đã nhận được văn bản của 25 địa phương, không bao gồm 8 địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 và một đơn vị khai thác công trình thủy lợi đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng chống hạn hán, mặn xâm nhập với kinh phí tổng cộng gần 2.500 tỷ đồng. Không chỉ có sự hỗ trợ của Chính phủ, rất nhiều tổ chức cá nhân cũng đang hướng về miền Tây. Mới đây, Ban cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng bào 5 tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh và Bạc Liêu bị thiệt hại do hạn hán, mặn xâm nhập, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Được biết, từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 13 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 19 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, mặn xâm nhập gây ra. Thời gian tới sẽ quan tâm hỗ trợ các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Hôm qua, tàu chở nước ngọt Ban Quản lý Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cập bến đò Bảy Biểu ở ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn, mang theo 700.000 lít nước ngọt lấy từ nhà máy nước thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, vượt hơn 70 cây số đường thủy đến cấp nước miễn phí cho bà con đang thiếu nước sinh hoạt ở huyện Chợ Lách. Đây là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ 20 triệu lít nước ngọt cho người dân vùng thiên tai mặn xâm nhập của tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Đang thời điểm hạn mặn và nắng gay gắt nên một cơn mưa trong lúc này được xem là mưa vàng và bà con miền Tây trong mấy ngày qua rất là mừng. Bà con tranh thủ lấy nước trữ lại để tưới tiêu cho cây trồng. Bởi theo dự báo từ nay cho đến thứ Sáu thì các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Cơ quan khí tượng nhận định đây là những dấu hiệu chuyển mùa. Thời gian tới mưa có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn, đặc biệt ở khu vực Nam Tây Nguyên trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 trước khi mùa mưa bắt đầu. Khi đó, tần suất mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều và thời gian mưa dông thường xảy ra vào chiều và tối. Trong bối cảnh hạn hán và mặn xâm nhập nghiêm trọng tại Tây Nguyên, Nam Bộ, đây được coi là những cơn mưa vàng cho khu vực này. Nơi nào nắng hạn kéo dài thì bà con nơi đó mong mưa.
nhưng mùa mưa đến cũng là lúc hàng chục hộ dân ở ấp Vàm Biển, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thấp thỏm với nỗi lo đường điện câu đuôi thiếu an toàn vì mối nguy hiểm đã rình rập suốt cả chục năm qua mà chưa được giải quyết. Và thông qua đường dây nóng của chương trình, phóng viên đã đến tận nơi để ghi nhận những bức xúc của bà con. Để có nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, 14 hộ dân tại đây đã câu đuôi điện ở những hộ gia đình khác. Theo ghi nhận, những trụ điện được làm từ cây tạp thấp lè tè, thậm chí một số đã có dấu hiệu mục ruỗng, nghiêng ngã và có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Trên những cây đó, những sợi dây điện chia hơi, được mắc tạm bợ, đấu nối không đúng quy cách. Thậm chí, một số chỗ dây điện được buộc vào cây xanh trên đường đi của dây điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn dây điện. Ngoài ra, chất lượng điện cũng không ổn định, đặc biệt là vào lúc cao điểm, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện tối thiểu cho người dân như sử dụng máy bơm, thắp sáng, tủ lạnh, thậm chí là nấu cơm, nhưng với giá cao ngất ngưỡng. Ở đây đốt điện thì kéo đường xa chia hơi, tới đóng tiền điện thì trên 600 một tháng lận. Ông Danh Phương, một trong những hộ dân tại đây cho biết, từ những bất tiện do chia hơi điện, ông và hai hộ dân gần nhà đã tự mua trụ sắt, dây điện để kéo điện riêng, có tổng chi phí 25 triệu đồng, với mong muốn chất lượng điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt được cải thiện tốt hơn, dù giá điện vẫn còn khá cao. Mỗi mưa thừa nó không có lên, tivi nó không có lên luôn, nấu cơm nó không có chín luôn. Điện, đường, trường trạm là những mối bức thiết trong đời sống người dân. Tình trạng sử dụng điện câu đuôi không hiếm, bởi trong một lúc địa phương không thể đáp ứng đầy đủ mà ưu tiên từng trường hợp. Rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát và đưa điện lưới quốc gia về phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân tại khu vực này. Và xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý khán giả, mới đây, trong lúc đi dạo thì người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới nền gạch trong khuôn viên của Tòa Thánh Tây Ninh. Hiện tại, cơ quan chức năng kêu gọi ai là người thân của cháu bé thì liên hệ để làm thủ tục đưa về nuôi dưỡng. Bé trai sơ sinh đáng yêu này đã bị mẹ bỏ rơi. Bé được đội cứu nạn giao thông Tây Ninh tìm thấy trong khuôn viên Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tối ngày 13 tháng 4 và đang được vợ chồng anh Đặng Văn Phúc cùng với các thành viên trong đội chăm sóc. Bé có tên là Chuột, được sinh ngày 10 tháng 4. Tính đến ngày bé bị bỏ rơi thì mới 3 ngày tuổi. Sau khi cháu bé được đưa về đội chăm sóc, anh Phúc đã đăng tải dòng thông tin tìm mẹ cháu bé trên trang mạng xã hội với hy vọng mẹ sẽ nhận lại con. Và anh Phúc cũng cho biết sẵn sàng vận động mạnh thường quân giúp đỡ nếu như người mẹ thật sự khó khăn. Thông tin này lập tức được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng. Đến chiều qua vẫn chưa có thông tin về người thân đến nhận. Vẫn mong muốn có ngày người mẹ hay người thân nhận ra quay lại tìm con. Dù có khó khăn hay có quẩn khúc nào đó không thổ lộ tỏ bày được, nhưng tình mẫu tử vẫn là điều quý giá nhất trên đời, không gì so sánh được. Thưa quý khán giả, như tin đã đưa về đối tượng Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, tức Đường Nhuệ, cùng với đồng phạm có nhiều hoạt động phạm pháp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và gây bức xúc dư luận. Chiều tối qua, Văn phòng Chính phủ phát thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu làm rõ những vi phạm của đối tượng này. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là vụ án được dư luận xã hội rất quan tâm. Phó Thủ tướng hoan nghênh Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các nghi phạm để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các nghi phạm. Bên cạnh đó, cảnh sát cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội, hoạt động có tổ chức, mang tính chất xã hội đen của nhóm nghi phạm này, xử lý nghiêm minh. Kết quả điều tra bước đầu báo cáo Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ trước ngày 30 tháng 4. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Chiên cũng đề nghị lực lượng công an phải xử lý nghiêm, khách quan, làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị can, kiên quyết không để sót tội phạm, không để người vô tội bị oan. Thưa quý khán giả, trong khi diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp và dù còn trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng tình hình mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó có buôn bán vận chuyển ma túy, vẫn nóng ở nhiều địa phương.
Thông tin từ Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp bị chặn giữ khi đi qua chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19. Trước đó 2 ngày, trong quá trình đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở huyện Thường Tín, tổ công tác thuộc Công an huyện đã phát hiện dấu hiệu bất thường của một người đàn ông trung tuổi, bàn tay dò chặt chiếc khẩu trang. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính thì người này định lén vứt chiếc khẩu trang nhưng không kịp. Đúng như nhận định, bên trong chiếc khẩu trang có nhiều viên nén và tinh thể màu trắng. Đối tượng nghi vấn và số tang vật này sau đó được đưa về cơ quan công an. Qua làm việc, đối tượng khai nhận là Phạm Sĩ Mạnh. Số tang vật trên là ketamin 32g đang được mang đi giao cho khách. Bản thân Mạnh cũng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Đây là một trong những kết quả cụ thể của Công an Hà Nội trong thời gian triển khai các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng không sao nhãng công tác đấu tranh các loại tội phạm. 8 đối tượng này cũng vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vũng Tàu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm Cơ quan Công an đến kiểm tra, các đối tượng đang tụ tập tại một căn phòng của căn hộ, nghe nhạc và cùng sử dụng ma túy. Tại đây thu giữ 2 viên thuốc lắc và một gói ma túy tổng hợp dạng khay do các đối tượng góp tiền mua để cả nhóm sử dụng. Đối tượng sau đây cũng đáng phải xử lý nghiêm, đó là Phạm Đình Bình. Dù đang phải đến cơ sở y tế lấy thuốc uống cai nghiện ma túy hàng ngày, nhưng Bình vẫn lén lút trồng cần sa. Tại thời điểm phát hiện, 2 cây cần sa lớn rất tươi tốt đã cho thu hoạch lá, được trồng ngay trong phòng ngủ. 20 cây cần sa nhỏ thì được Bình trồng ở lan can nhà. Hôm qua, tổ công tác của Công an phường 5 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra hành chính nơi ở của Bình, đồng thời phát hiện thêm 3 bịch cần sa khô, 3 điếu thuốc được quấn lá cần sa và một số dụng cụ dùng cho việc hút cần sa cùng 2 con dao tự chế. Công an đã đưa Bình đi test nhanh ma túy và cho kết quả dương tính với ma túy đá, thuốc lắc, cần sa. Tại Quảng Bình, sau một thời gian xác lập chuyên án, công an tỉnh này đã phá án thành công chuyên án, khởi tố bắt giữ các đối tượng đang vận chuyển 15 bao tải chứa 310 gói tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng 307 kg cùng với 30 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng đã khai nhận đó là ma túy dạng đá, được thuê vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đi thành phố Hồ Chí Minh với tiền công là 300 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an tỉnh Quảng Bình đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh và Đắk Nông, đồng thời ra quyết định truy nã với đối tượng trú tại Đắk Lắk. Cùng với hút chích sử dụng ma túy, thì tình trạng tụ tập đông người đánh bạc vi phạm chỉ thị 16 của chính phủ ngày càng bị phát hiện nhiều. Mới đây, một chỗ đối tượng tổ chức đánh bạc đã bị công an huyện Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang. Các con bạc khai nhận đây là sới bạc do vợ chồng Trần Văn Tâm và Nguyễn Thị Hiền đứng ra tổ chức. Các đối tượng tham gia đánh bạc đều là các thương lái mua bán hải sản ở các xã vùng biển của huyện. Do tình hình dịch bệnh lan rộng, các hoạt động mua bán hải sản đang tạm dừng, nên Trần Văn Tâm và vợ đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại nhà mình để thu tiền hộ. Chúng ta vừa điểm qua một số vụ việc điển hình tập trung vào các nhóm đánh bạc, sử dụng ma túy và sử dụng rượu bia gây mất ổn định an ninh trật tự. Dư luận mong phải xử lý thật nghiêm minh đối với những kẻ xem thường kỷ cương phép nước để đưa ra xã hội thông điệp có tính răn đe cao nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật và nhất là trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vẫn còn dài. Còn vào rạng sáng qua, trong quá trình tuần tra, Công an thành phố Đồng Xoài và đội hiệp sĩ phát hiện một thanh niên đang đi lang thang trên đường vắng giữa đêm khuya nên dừng lại kiểm tra. Chuyện gì đã xảy ra với người thanh niên này? Công an thành phố Đồng Xoài cung cấp vài thông tin cho chương trình. Thời điểm trên, tổ tuần tra xác nhận người thanh niên đang đi lang thang tên Cẩm. Anh này trình báo, rạng sáng ngày 14 tháng 3, anh này điều khiển xe máy hiệu Vision đến bến xe Thành Công, Đồng Xoài để gặp một người bạn tên Biên. Tại đây, sau khi gặp nhau, người này kêu anh chở vào con hẻm vắng rồi giả vờ mượn xe chạy mất hút về hướng ngã tư Đồng Xoài đi Đắk Nông. Ngay sau đó, các chiến sĩ công an và hiệp sĩ liền tỏa ra các nẻo đường để truy tìm thủ phạm. Khi đến khu vực cầu 2, đoạn thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, phát hiện chiếc xe máy hiệu Vision không có biển số đang dựng trước cổng quán ăn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây chính là chiếc xe của anh Cẩm mới bị lừa mất. Nghi can chính là một trong số thanh niên trong quán nên nhanh chóng ập khống chế. Khai thác nhanh, đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Văn Biên, 33 tuổi.
Sau khi lừa được xe của anh Cẩm, đối tượng chạy lên quán ăn đối diện cầu 2, bẻ gãy biển số chiếc ở quán cà phê đối diện. Sau đó vào quán ăn gạ gẫm một số thanh niên quen biết để cầm hoặc bán chiếc xe trên. Tuy nhiên, chưa kịp bán được xe thì đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra. Năm năm trước, Đỗ Văn Đồng vừa tốt nghiệp đại học, chuyên ngành cơ khí chế tạo. Anh 24 tuổi, cái tuổi mà một chàng trai ôm ấp nhiều dự định và hoài bão lớn lao. Nhưng tất cả đã tan tành sau một tai nạn giao thông khủng khiếp. Để giữ sự sống cho anh, các bác sĩ buộc phải cưa hai chân. Bỗng chốc thành tàn phế, chàng trai trẻ nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Thưa quý khán giả, không rơi vào hoàn cảnh của Đồng, khó ai thấu cảm hết nỗi đau đớn, tuyệt vọng của một người bỗng nhiên rơi xuống tận cùng vực thẳm. Đôi chân vững chãi, đôi chân đang khao khát bay nhảy, bỗng chốc biến mất. Đồng không còn có thể đứng lên, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng rồi, một tháng sau cái ngày kinh hoàng, nhìn người mẹ tảo tần vất vả, chàng trai dần hiểu rằng mình không được ngã quỵ. Tuy nhiên, mãi cho đến cái ngày anh gặp được một cô gái lạ, đời anh mới thật sự đổi thay. Lương Lệ Giang, quê ở Lạng Sơn, là công nhân một khu công nghiệp. Một ngày nọ, cô gái đọc được câu chuyện trên mạng về chàng trai khuyết tật nhưng nghị lực, bèn nhắn tin làm quen. Vậy là biết nhau. Nhưng những cuộc trò chuyện ban đầu chỉ trên mạng ảo. Kẻ làm việc ở Thái Nguyên, người sống tận Thanh Hóa. Mãi tới lần Đồng lên Hà Nội lắp chân giả tập đi thì họ mới có cơ hội gặp nhau lần đầu, khi Giang chủ động đến tìm Đồng tại nơi bệnh viện. Trên đường về nhà, cô gái đã khóc khi nghĩ đến hình ảnh chàng trai trẻ bất hạnh nhưng mạnh mẽ và lạc quan, ấm áp. Cứ mỗi cuối tuần, Giang lại đến thăm, động viên anh thêm tin vào tương lai tốt đẹp. Cho đến ngày, mối thiện cảm ban đầu kết trái thành một tình yêu. Biết anh mặc cảm, em đã chủ động nói lời yêu thương trước. Em nguyện trở thành đôi chân của anh, sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Xúc động, bối rối, đứng trước tình yêu của một người con gái xinh đẹp và toàn vẹn, Đồng đã không bước qua được mặc cảm của bản thân. Nhưng rồi, tình yêu của Giang đã giúp anh dũng cảm sống đúng với trái tim mình. Dù anh luôn dằn vặt rằng mình đang ích kỷ, yêu anh, Giang sẽ thiệt thòi. Có thể Giang thiệt thòi, nhưng cô tin mình đã đặt tình yêu đúng chỗ. Tình yêu có thể không làm lành lại cơ thể khiếm khuyết của Đồng, nhưng đã tiếp cho anh thêm sức mạnh để bình tĩnh, vững vàng trước định kiến và rào cản cố hữu của người đời. Thưa quý khán giả, xưa nay không hiếm những chuyện tình không cân xứng giữa người tật, kẻ lành, nhưng bên trong đó là bao cơn sóng gió mà người trong cuộc buộc phải trải qua. Tình yêu của đôi bạn trẻ này cũng như vậy, nhiều ngọt ngào nhưng cũng rất nhiều cay đắng. Khi tình yêu đủ chín, đôi bạn trẻ nắm tay nhau về xin phép gia đình. Dù đoán trước người thân sẽ khó lòng đồng ý với quyết định của mình, nhưng Giang vẫn không khỏi sốc trước sự phản đối kịch liệt của cha mẹ, họ hàng. Nhà gái không chấp nhận chàng rể tật nguyền. Ai cũng cho rằng Giang tuổi còn quá trẻ, chưa thể hiểu chuyện đời, hiểu tình yêu, hiểu những vất vả mà cô sắp phải đối mặt. Ngay cả mẹ Đồng cũng phản đối cuộc hôn nhân này, bởi bà lo cô gái xinh đẹp này sẽ khổ khi lấy con trai mình. Hoặc tận trong sâu thẳm tấm lòng người mẹ, bà lo sau những rung động ban đầu, đến một ngày cô gái ấy cũng sẽ rời xa, bỏ lại con bà với vết thương lòng khó được giá lành. Vì vậy, bà khuyên Giang hãy tìm một chàng trai khác phù hợp với cô hơn. Đứng trước hoàn cảnh này, Giang đã bao đêm thầm khóc. Quý
quyết không rời xa người con gái mình yêu bằng sự chân thành. Đồng đã dần thuyết phục được gia đình hai bên. Anh nhiều lần khẳng định rằng: con có thể lo được cho Giang, không để Giang đói khổ, con sẽ làm được. Nhưng phải chờ đến 2 năm sau, khi thấy không gì có thể chia cắt được mối tình đôi trẻ, cha mẹ mới dần chấp nhận cho họ cưới nhau. Và đây, kết quả ngọt ngào sau những tháng ngày đầy nước mắt, đám cưới trong mơ đã khép lại chương đầu của chuyện tình kỳ lạ của cô gái xinh đẹp và chàng trai không có đôi chân. Còn đây, sau 3 năm, món quà được cuộc sống trao tặng cho một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Giang vẫn hay nói với chồng rằng nếu phải chọn lại, cô sẽ vẫn chọn anh. Bao năm qua, em vẫn nguyện là một nửa của cuộc đời anh, là hơi thở, là đôi chân đồng hành bên anh suốt cả đời. Cô gái nhỏ mạnh dạn ngỏ lời yêu chàng trai khuyết tật năm nào, cô dâu xinh xắn trong đám cưới cổ tích cách đây hơn 3 năm, nay đã trở thành người vợ, người mẹ mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh tất cả cho hai tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình. Cô luôn tin rằng dù có vất vả, khó khăn, nhưng điều kỳ diệu sẽ đến với những người thật sự yêu nhau. Dân thưa quý khán giả, dù biết cuộc sống luôn đầy trắc trở khó lường ở tương lai, nhưng hạnh phúc của hôm nay đã một lần nữa làm nhiều người tin rằng tình yêu cổ tích là có thật. Chúng tôi cho rằng có thể Giang và Đồng đến với nhau nhờ duyên nợ, nhưng để tình yêu của họ đủ sức mạnh vượt qua rào cản thì những nụ hôn, cái nắm tay hay nỗi da diết nhớ nhung sẽ là chưa đủ. Tình yêu còn phải có đủ sự chân thành.